Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Dũng Dâu Điện Máy. Ở cái video này thì Dũng Dâu sẽ làm một cái chương trình khuyến mại khai xuân đầu năm cho ngày mùng 10 tháng 2 dương lịch, hay còn là với lịch âm là ngày mùng 10 tháng 1 năm 2022. Và Dũng Dâu cũng xin thông báo luôn là bắt đầu từ ngày mùng 10 là bên Dũng Dâu sẽ hoạt động trở lại bình thường. Và ở cái video này Dũng Dâu sẽ làm một chương trình khuyến mại siêu khủng. Và với cái số lượng quà tặng thì nó cũng hạn chế thôi. Đó là khi các bạn mua máy rửa xe Phantom FT30 thì sẽ được tặng kèm một nồi cơm đa năng của Thái Lan, nồi cơm đa năng Nivana này của Thái Lan này. Với cái nồi cơm đa năng này các bạn có thể đây, nó có rất nhiều chức năng này, hầm này, luộc này, hầm gân bò này, súp cháo này, và có thể nấu cơm. Và đặc biệt là nồi cơm này nó là có thêm một cái tính năng nữa, đó là nồi cơm tách đường. Với những khách hàng hoặc là người thân ấy, mà trong gia đình mà có những người tiểu đường ấy, thì sử dụng cái nồi cơm này sẽ rất là hay. Đây này, nó sẽ có hai lòng đây, một lòng trong này và một lòng ngoài này. Đấy, nếu mà các bạn mà nấu cơm tách đường ấy, thì chúng ta sẽ để gạo bên trên này. Đấy, đổ sấp nước này thì cái lượng tinh bột ấy, thì nó sẽ lắng xuống bên cái lòng bên dưới này, thì nó sẽ tách cái lượng đường ra, thì sẽ rất tốt cho những người mà bị mắc bệnh tiểu đường. Còn nếu bình thường nấu cơm bình thường, hoặc là hầm, hoặc là chiên, hoặc là xào nấu, thì các bạn đây sử dụng cái lòng trong này. Và cái nồi này nhé, của nó là chất liệu là inox 304 này, đây rất sáng bóng, rất đẹp, hàng Thái Lan nhé, Nivana. Và với cái chương trình khuyến mại này thì Dũng Dâu sẽ áp dụng đối với mẫu máy rửa xe Phantom FT30. Về cái mẫu Phantom FT30 thì ở clip trước ấy, các clip trước thì Dũng Dâu cũng đã giới thiệu rồi về con FT30 này, với con Sumati này. Bản chất của hai con này thì nó là một thôi, nó chỉ khác là về cái công ty nhập khẩu ấy, thì họ sẽ thay đổi về cái màu sắc và thay đổi về tên thương hiệu. Đây các bạn nhìn này, Phantom này và con Sumati này, nó có phải là một không? Chính là nó luôn. Ở các video trước thì Dũng Dâu có chia sẻ rồi. Và đây, minh chứng thì đây, Dũng Dâu sẽ cân lại cho các bạn xem trọng lượng nguyên xác của nó nhé. Đây, 11,9 cân Phantom FT30. Đây, có dưa lay nhiệt này, khi mà chạy quá tải thì nó sẽ có cái dưa lay nhiệt để bảo vệ động cơ này. Và có chỉnh áp luôn nhé. Đây, Sumati này. Đây, nguyên xác các bạn thấy luôn này. Đấy, cũng 11,9 cân. Bản chất nó là một thôi, cùng nhà máy thôi. Chỉ khác về công ty nhập khẩu thì họ sẽ đặt cái màu sắc khác nhau. Ví dụ con Sumati nó là màu vàng đen này, còn con Phantom thì nó đặt là xanh đỏ. Đấy, có chỉnh áp này, có dưa lay nhiệt này. Bản chất là một. Và về phụ kiện của nó cũng giống nhau, Isuzu luôn đây. Phantom này, Sumati này. Dây da 12m này. Súng có độ nối dài này, bình bọt này, dây hút này, lọc giác chống nổi này, chung là giống nhau thôi, bản chất là một. Cái mẫu Phantom này vừa rồi nó bị cháy hàng mất khoảng tầm hơn một tháng, thì ngày hôm nay nó lại bắt đầu về lại này. Và ngược lại thì hiện tại là cái mẫu Sumati thì bên Dũng Dâu Điện Máy cũng đang hết hàng. Đấy, vừa hết hàng mẫu Sumati thì cũng rất là may là cái mẫu Phantom nó về. Nên là thời điểm hiện tại là cái mẫu Phantom này nó sẽ thay thế cho mẫu Sumati nhé. Và Dũng Dâu cũng xin công bố luôn là với mẫu máy Sumati này và mẫu máy Phantom này thì bên Dũng Dâu đã cung cấp và phân phối trên thị trường với cái giá là 2,3 triệu nhé, bao ship toàn quốc. Trọng lượng nguyên xác là 11,9 cân, cứ tròn 12 cân cho tròn đi. Và 100% nhé, động cơ là dây đồng. Dòng này là dòng phân khúc cao cấp, piston của nó là piston đường kính 14mm. Nếu mà trong dòng máy xách tay ấy, với cái tầm tài chính 2,3 triệu thì Dũng Dâu khẳng định luôn là không có sự lựa chọn tốt hơn với những dòng máy rửa xe. Nguyên xác 12 cân, 2,3 triệu, khẳng định luôn là không có con nào khỏe hơn. Thì cũng đã chia sẻ với các bạn rất nhiều rồi, với những dòng máy rửa xe chúng ta chỉ cần quan tâm về cân nặng thôi. Còn về những cái phần thông số của máy ấy, như là công suất này, đây, thông số của con này này. Công suất 3000W này, áp 183 này, lưu lượng 14 lít trên phút, thì những cái thông số này đều là thông số không thực tế. Đây chỉ là một cái thông số chúng ta tham khảo thôi.
vì tất cả các dòng máy rửa xe trên thị trường bây giờ đều là thông số ảo hết và thông số lộ cộ hết, chúng ta chỉ cần quan tâm về cân nặng thôi. Máy càng nặng ấy thì máy nó sẽ tỷ lệ thuận là càng khỏe, động cơ càng lớn, bộ bơm càng lớn đấy, thì cái áp lực và lưu lượng nước của nó sẽ càng mạnh. Còn khi chúng ta đi mua máy rửa xe ấy, thì không cần quan tâm về công suất nhé, đều công suất dán lộ cộ hết, linh tinh hết, cứ đưa máy lên, cứ đưa cái nguyên xác lên cân lên, con nào nặng hơn còn con đấy khỏe hơn. Đó chính là một cái kinh nghiệm sau rất nhiều năm bán hàng đúc kết ra. Đấy là đây là một cái kinh nghiệm bí quyết trong nghề, ngày hôm nay Dũng Dâu chia sẻ lại với các bạn. Đấy, và cái chương trình này thì quý khách hàng nhanh tay nhé, vì cái nói thật là cái quà tặng nó không còn nhiều đâu, nó chỉ có đây, Dũng Dâu đếm này, 3, 3, 9 này, 10 này, chỉ có duy nhất là 10 phần quà thôi. Đó là nồi cơm tách đường, nồi cơm đa năng Nivana, và trị giá của phần quà khuyến mại này ở chương trình đầu năm siêu khủng này, trị giá của cái nồi cơm Nivana Thái Lan này là 1.500.000 đồng. Đấy, là mua máy Phantom 2.3 triệu được tặng kèm một nồi cơm tách đường, nồi cơm đa năng Nivana của Thái Lan, trị giá là 1.500.000 đồng. Quý khách hàng có nhu cầu thì nhanh tay đặt hàng và liên hệ trực tiếp với Dũng Dâu qua số điện thoại là 0967 123 336 để có thể là đặt hàng và hưởng được chương trình khuyến mại nhé.